đây bà chị, chờ bên đây, bên đây nè. Đây nè, bên đây nè. Chị. Bên em có xe đi đến tận chỗ luôn, với lại mình có thuyền đi luôn nha. Bên em rẻ hơn nè. Khách của tao mà đương gì hả? Trời ơi. Khách của tao đâu ra mà dành, tao thấy trước mà dành đâu ra vậy? Bên em chị, bên em bán rẻ hơn chị. Bên em có du thuyền nè, đi rồi có thuyền nè, rồi ăn uống luôn nha, bên em rẻ hơn nha. Giá bên mình như vậy? Bên em rẻ. Mày làm gì hả? Trời đất, tính thần điên đụng lên khách của tao. Khách ai, khách gì, khách của bà? Chị bên em bên điện là bên em có dịch vụ chung combo luôn, chọn gói, có thuyền nè, có xe đưa đón tận chỗ rồi ăn uống luôn nha. Đừng có còn nghĩ nhẹ chị nữa. Thôi bên em rẻ hơn, bả mắc lắm, bả nổi tiếng lắm mắc mà. Mày không có lỗ tai. Làm gì? Hả? Cạnh tranh công bằng mà nổi. Cái công bằng cái gì? Khách tao thấy trước. Ở đâu ra mà vô mà giành mà là cái cạnh tranh công bằng. Bà thấy trước thì kệ bà, khách thì không phải khách mình bà đâu. Tình ăn dép không? Hả? Trời ơi, tao thấy trước mà làm gì mà thấy trước vậy? Đâu ra dành vậy? Bên em chị ơi. Bên em giảm giảm giá, em giảm giá cho 50%. Dạ. Bà nào? Cô chú ơi, qua bên em đi nè cô chú ơi. Xe đi đón tận chỗ luôn nè. Của gì ta? Chị ơi, trời chỗ nào mua vé không vậy? Trời em có biết đâu. Chị. Em biết chỗ nào bán vé không? Chị mua vé du lịch hả? Đúng rồi. Vé du lịch á, em có bán luôn nè. Ủa? Ủa em bán luôn hả? Ở trong bán gì? Hả? Ở trong bán gì? Ôi nói chị hai chị nghe. Cái quầy bán vé nó mắc chi lắm. Chị hả? Còn vé tới 200 mấy là trong tử. Rồi em bán nhiêu vậy? Bán nhiêu? 230 à. Rồi em bán gì lỗ rồi sao? Bán gì lỗ 20 ngàn hả? Bán gì lỗ? Ồ, ai chậu là bán cứ bán thế, thì nó bán thế. Còn em này bán quyền tư nhân. Tin tưởng không em? Vậy bữa nay nè, vậy bữa nay nè. Ngày bữa nay nè. Em sợ vé chợ trời, chợ đen lắm, thôi mình dụ cho quà thì thấy. Gì? Em cầm giùm cho. Trời ơi, cầm mỗi tay lắm đúng không? Em cầm giùm cho. Trời nói chị nghe hay sao? Vé bên em là đúng cái nè, đúng ngày đúng giờ nè. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Mà sao bán rẻ hơn ta vậy trời, có sao không nghe? Ở chỗ là quầy vé, lấy vé bên trong mình đây. Rẻ thế. Ừ. Thôi gì thôi ủng hộ em, hai vé đi. Cái này là vé vô cổng thôi nha. Mà còn nếu mà đi thì người riêng nha chị nha. Rồi. Cái gì mà bụng lớp lớp em. Lấy hai vé đi. Hai vé nè. Trả là em nè. Hai chị có đi đi combo không, mà xe đi đón tận nơi rồi xong rồi có thuyền đưa đón hả chị? Là đi combo á. Combo thì cho chị coi rằng không, mà đi combo là sao? Mà đây đi bộ vô động xa không? Hả? Đi bộ vô động xa không chứ đi bộ chị tự đi bộ được. Gần lắm có 4-5 cây à. Bốn năm cây đồng ý tính đi bộ thôi đi bà ơi. Chị mà bao nhiêu tiền? Combo nhiêu? Combo rẻ lắm, có 2.8 mà. Cái gì? Tôi lấy giọng đi có đi xe mà combo có tới 2.8 mà chỉ có 2.8. Rẻ rồi đó. Cái xe đi đón 2 triệu tận nơi thôi, chị hai người chồng xong tính 2 triệu về luôn. Xong rồi bắt đầu có thuyền đưa đón tận nơi luôn rồi. Rồi có này kia nữa. Rồi có múa hát nữa. Ấy là vậy luôn hả? Ấy là có múa hát hết tất cả luôn hả? Ừ. Có bà ơi. Giờ không thể đi bộ nhất tới chiều. Mà hai chị có cần hướng dẫn hai chị? Rồi có chứ chị. Có chứ em. Chị đi làm đậu đâu biết đường đâu. Trời biết đường. Nếu mà người có người theo hướng dẫn hai chị đi chơi á là 500 ngàn nha. Ủa tính ra là em đi chung hai chị là em vừa đi chơi vừa đi chung luôn là vui luôn á, mà em lấy 500 ngàn. Thôi nói gì là rẻ đó chị, rồi em muốn dẫn tới 800 mà tới hai chị cũng nhiệt tình cũng dễ, em lấy 500 thôi. Thôi để chị vô chị bật Google Maps chị đi cũng được. Đúng rồi. Mình cái gì chị? Mình đi tới đâu ấy? Mình hỏi tới đó. Chị nghĩ là chị bơi dưới sông mà chị kêu Google Maps đâu ra được đó bà nội. Có hả? Dưới sông mà nó Google Maps. Chị thôi đi tới đâu hỏi tới đó cũng được. Hỏi đó thì hỏi ta nó nghe. Ở trên xuồng ai đã cặp xuồng cho hai chị mà hỏi. Mà 500 mắc quá à. Không, em ơi. Bớt đi. Không bớt được như em là em lấy rẻ nhất rồi đó. Chứ mình em lấy còn kè tới 800 nữa. Nè, thôi bớt đi. Thôi đi. Khó khăn quá trời. Tôi rẻ đi. Thôi lấy 2 chị 300 thôi. 300 mà. Mà thôi chị tính gì nè. Bây giờ chị không xài combo nữa đâu. Ừ. Đi lẻ đi. Tới đâu tính tới đó giùm chị. Đúng rồi. Đi lẻ đi. Rồi. Bây giờ là 456 thì rẻ nha. 456 rồi. Mà Phan. Hai chị có dùng cơm chưa? Tại vì không đem cơm rồi khỏi cần rồi. Đi. Trời ơi, đi du lịch mà ăn cơm họp ở nhà gì chị ơi. Tốn kém lắm em ơi. Nhà chị tiền còn có 2 đồng chị con nữa. Tốn kém lắm. Du lịch lâu ta đi mình làm ăn có nó sang trọng một lần đi. Tích nè, lũ với nhau mình tiết kiệm mình
tiết kiệm là mình mua vàng mình đeo em biết không? Đúng không? Biết chưa? Chị em mình hiểu nhau. Mấy chị sợ không học của gì nữa. Đúng rồi. Thôi sao mấy em mới nói ăn ngon, nhà hàng mới không ngon. Biết nhưng mà hai chị có ăn em đặt bàn luôn cho. Thôi thôi, chị có cơm hộp rồi, thôi về mình đi cơm hộp đâu mới đi đi. Đó. Có đem cơm hộp để vô túi vậy nè. Rồi rồi. Đây mà em ơi, gì nữa? Nói nghe nè. Mình đi du lịch mà mình ăn cơm hộp kỳ quá, quê chết luôn. Đúng rồi, vừa ăn cơm hộp chơi, đang hẹn quán cho ăn cơm hộp. Có gì thôi, đặt bàn giùm mấy chị luôn đi. Đặt bàn giùm cho hai chị luôn, hai chị đi. Rồi. Em xích qua ăn bên cho chị ngồi, chị ngồi. Rồi. Hai chị ngồi đi. Rồi. Đứng đi. Rồi đánh cho chị ngồi em ơi. Em sẽ ở bên em. Ờ khách hàng là thường đến gần lại đi chị. Chị mặc áo phao vô nha. Ủa, mà mặc chi với em? Ồ mặt nóng lắm em ơi. Biết bơi rồi. Không mặc áo phao vô nó mới an toàn lắm mà hai chị đang đi ra đi nữa chừng hai chị chết chìm vai đâu vớt. Rồi ok rồi để chị mặc vô nha. Rồi. Trời ơi, mà em nói cho hai chị nghe nè. Hai chị đâu người đâu vô vậy? Trời ơi, chị ở dưới quê lên. Dưới quê lên hả? Ừ. Hèn gì giờ cũng mặc phèn ơi là phèn luôn, giờ là biết người quê liền. Ồ, lộn, không phải ý là giờ mà hai chị nó sang chảnh sao đó. Chứ sao em? Thì chuyển ở nè. Trời ơi, hai chị đến về đến đúng chỗ rồi. Ờ, em lại tư vấn nhiệt tình lắm. À, em ở đây lâu chưa? Hả? Ở đây lâu chưa? Trời ơi, em cò trong khu này mà. Vậy hả? Ừ. Dòng đẹp quá em ơi, cảnh đẹp quá. Cái khu này người ta đóng phim nhiều lắm chị. Vậy hả? Ôi, cái khu này người nước ngoài nhiều quá trời không hả? Người nước ngoài quá trời luôn. Nghe này ngồi xích bên bên coi mắt nó bị chìm giờ. Dạ, ok. Rồi, cái khu bên này á là khu thung lũng nha. Thung lũng đây chụp hình là bao chụp hình luôn. Đó. Mát ghê luôn á. Bữa ở đây mát mà. Nước xanh quá ha. Ở dưới này sâu không em? Hả? Ở dưới này sâu không? Không mấy chị nhảy đi coi thử có sâu không. Trời em rồi, không biết em có nhảy nào đâu. Ở đây bao nhiêu năm trời không? Ủa em tầm độ 3 mét đổ lại. 3 mét đổ lại. Mà người chứ em nghĩ chắc chỉ có mét rưỡi à, giờ chị lùn thế này. Ủa em con gì kia? Con le le. Con le le. Le le nhìn nước nó gạo của em ha. Ủa quê chị không có hả? Không. Chị làm gì chị biết con le le. Đồ đẹp quá ha. Le le tản thần em ha. Tản thần luôn. Ôi. Nói nghe nè, hai chị ngồi cẩn thận nha. Rồi, biết rồi em ơi. Cái này anh cũng chèm. Khu này cũng cái này cũng an toàn lắm, mà áo phao vô là được rồi chứ. Mà áo phao vô là được hả? Cũng có mấy vụ chết đuối này nè. À, cái miệng. Ôi, cái miệng em ha. Không, trời mấy vụ mà chết đuối mà không áo phao á. À, ý là vậy ha. Ừ. Mà giờ người ta cũng kỹ. Bởi vì bây giờ á, bây giờ người ta cứ mặc áo phao mà đi đâu cũng đi xiềng đi bó cũng phải mặc áo phao gì đúng không? Ừ đúng rồi. Ta làm giờ đúng em ơi. Mà đấy giờ em dặn khách khó lắm, ai khen em không? Hả? Em dặn khách nhiều đấy giờ ai khen em không? Ai cũng khen có duyên hết trơn. Không, em vô duyên á. Không có chuyện không duyên gì chứ. Thiệt luôn á. Vậy mà đòi ăn 500 ngàn ngày. Ơi. Bây giờ mình tính ra coi kìa, trời ơi, cảnh đẹp ghê luôn bà. Nước biếc luôn á trời, đúng. Đây hồi đó giờ mình đâu thấy núi cao dữ gì đâu ha. Mà công nhận nó nắng. Ủa em. Sao? Trời em đi với mấy chị mà em che dù mình nên em vậy nắng mấy chị cũng chết luôn nè. Giờ mấy chị đi du lịch mà, em che của mình em mà. Hai chị mới đầu không nói. Ôi em phải biết chăm sóc khách chứ em. Ờ vậy ạ. Em che mấy chị nha. Đúng rồi. Phải vậy chứ. Đúng rồi. Ôi. Rồi, cái khu bên này á là khu ta đóng phim nha. Đóng phim coi đúng phim nhiều lắm vậy. Đóng phim nhiều, nên đủ che giùm chị nha. Em có đóng phim nào không? Đóng không? Dạ. Em trời ơi em ngại camera lắm, em làm gì đóng phim. Trời ơi. Trời ơi, với lại cái mặt thấy ai đâu mà cho đóng phim. Mặt cái xấu anh nhà đồng chào. Vô duyên nữa. Chị xin lỗi chị. Thôi nói chung là người miền Tây chị thiệt thà vậy đó em. Xấu chị nói xấu à. Mà nói nghe là được cái vụ chị cầm luôn chứ. Mất công em lắm. Chị che gì. Còn nắng quá đi xích ra đây xíu là dạ. Bé này thiệt tình. Rồi chị nha. Chuẩn bị tới chưa em? Chuẩn bị tới chưa? Hai. Khúc khách du lịch ở đây nhiều lắm. Khách du lịch nhiều lắm cái tay. Dễ thương quá. Trời ơi, đó bụng quá bà Sáu ơi. Đó bụng hả? Bụng quá. Hai chị cần lên ăn chưa? Cũng đói đó. Đói không? Vậy thôi chú bơi lên sẽ ăn luôn nha chú nha. Ghé nhà hàng ăn luôn nha. Dạ, em đặt bàn rồi. Ơi gần tới chứ em ơi. Không còn có khoảng 4-5 cây nữa tới rồi. Trời ơi. 4-5 cây nó trời ơi nha anh đi em ơi, chị mắc quá trời rồi mắc em ơi. Ê không em tắp vô cho chị hay đi 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 vệ sinh cái đi. Không lại bên đây là cỏ không mà đâu có tắp vô được đâu chị. Giờ sao giờ? Sao? Không mấy hai chị đi tiểu đại đây đi. Mày hùng hả?
nghĩ sao đàn bà gái chơi tiểu tà tiểu đại trời ơi, dòng đàn bà phụ nữ không ai đâu thấy ai đâu thấy gì có chú mà sao kìa. Ôi, em quên. Gán nhịn đi tới nhà hàng thiểu luôn nha. Rồi giờ gán nhịn thôi sao mày ơi. Nhanh đi quá trời đúng mắt. Quá, quá trời. Trời ơi, em bẻo cái con kia luôn em ơi. Vấn đề gì đâu. Trời ơi. Chú là không vấn đề gì kìa em ơi. Thôi cho chuẩn bị qua cái hang này thôi. Quá chưa. Gãy cổ vậy em ơi. Rồi sao thấy gì nữa. Ok. Mà nói nghe nè, mai mốt chuẩn bị qua nói chị em tiếng chị tự không được nha. Đừng làm gì chị bất ngờ nghe đó. Nhìn mà cái tôi mà nó cao mà. Tình con bé này. Trời ơi, thánh đồng kia nhục ơi à. Được em ơi, em nhiệt tình quá hết trời, em nhiệt tình nè. Có gì cái em sợ chúng đầu hả chị? Không sao, tụi chị xử lý tình huống được. Tao biết tao đi du lịch, tao đi hành. Mà nói nghe nè, mày nói cái hang kêu gắn đèn nha. Nói thua là chị không thấy gì hết trơn, chị sợ. Người ta hỏi em không biết chị. À vậy hả? Trời ơi. Ờ, hả? Hai chị thấy có hai chị có hài lòng với dịch vụ bên đây mới xuồng anh em không? Có hài không? Nhưng mà có điều hơi nắng quá. Phải có hai chị đi buổi trưa mà nắng. Đi mệt mà đói bụng quá. Rồi giờ mình ngồi bây giờ mình vô ăn cái trà bả. Bây giờ mình ngồi đâu em? Ngồi đâu nha em? Ôi, ở đây hả? Ôi, sao mà nhiều quá vậy? Hai chị ngồi đi nha. Em. Hai cái combo của em đã nhiều sẵn gì đó. Em. Hai chị chưa ngồi. Hai chị khách chưa ngồi. Chị khách luôn á. Em qua bên kia đi, hai chị ngồi chưa? Ôi, có hai chị em mà nhiều ghê á. Hai cái combo bên em nó buồn vậy đó. À, dạ, nhà đó em nhiều. Sao cái lửa đó em? Trời ăn ngon vậy. Mình ăn được chưa ta? Em ôi đi chị ta đi. Em mặc nước ga lên nha. Em ơi kêu nước giùm chị luôn nha. Rồi hai chị uống gì nè, nước ngọt ha. Rồi cái ngọt đi cho nó dễ tiêu em mình. Lấy nước ngọt cái bé ơi. Dạ. Rồi ăn cũng ngon á hai chị nha. Dạ. Trời ơi, cái này dạ hai chị cứ tự nhiên đi nha. Dạ. Em ơi. Em ơi, hai chị khách mà chị chưa có ăn luôn. Hai chị chưa kịp gấp luôn, cho ra cái gọi. Không có thể nào mà bớt tự nhiên lại giùm chị đi. Em buông hình rồi sớm em đói với mẹ em đây. Tại vì cái này là combo của hai chị đó bé. Đúng rồi. Chứ phải là của em nha. Thấy em hơi nhiệt tình đó. Thôi nhiệt tình hơi quá. Thôi anh Tưởng đắp cho em không chị? Phải ăn được. Tưởng này cũng ngon là sao. À cái gì chứ sao đi. Này về nghe núi. Nghe núi hả? Ngon luôn. Cũng ngon á. Nhà ngon mà. Nghe không? Bạn ớt không? Ừ, miếng ớt cho đi chị. Đó, từ từ thôi. Em ơi, vô nhà hàng của mình ngồi. Bỏ cái giờ. Quen của em nhưng mà tình hình đừng đánh giá hai chị. Đúng không? Bây giờ mà. Dạ. Anh đi dạ. Anh đi làm cái gì thiếu gì bên nhìn. Dạ, ok. Trời, con này chua gà chua chua bây giờ mà kìm được không? Mà kìm được. Cũng những viên gì mà hả? Rồi nó nói nó khác như đời này hả chị ơi? Em uống nước không em? Muốn nó không? Em bóp cho hai chị. Đang bóp cho. Hai chị thoải mái đi. Nha. Đúng không? Hai chị hướng em. Chăm sóc cho hai chị. Đúng rồi. Em bóp cho bó chị vậy nha. Rồi, okay. Nói chung là thấy cũng được đó chị. Cái gì chị mà không ai chỉ nó thôi. Cái chị nó cũng được mà. Cái gì chị mà. Em ơi. Mà bỏ. Chị bóp nước cho mình lấy nó ập hơi luôn. Uống gì nữa uống. Chị mới khen em luôn á. Mới khen luôn á. Khen em nhiệt tình luôn à. Em phải có nước cho mấy chị trước chứ. Vậy là hai chị chưa uống hả? Chưa có uống. Mà bị đau nãy giờ khác nước thì chết luôn. Chưa uống hả? Nhiệt tình. Ăn đi chị, ăn thoải mái đi nha. Ngon quá. Ơi. Ngon quá, chính đây. Được đó, đồ ăn này cũng ngon quá nha. Trời ơi, nóng mà hút dữ với em. Hả? Thấy bình thường à, ăn là không có bình thường ngon đó. Tính tiền đi. Rồi tính tiền đi cho em ơi, tính tiền đi. Ok, tính tiền cũng được. Khi em ăn, kêu người ta tính tiền thì cho nhanh nha. Ngon quá hay chính nè.
Ủa, chú tính tiền đó. Trời tính tiền đi ăn quậy bà. Rồi. Trời ơi. Quá chín rồi. Dạ vậy cho em để phiếu nha. Để có hai chị là 8.4 triệu. Cái gì anh? 8.433.000. Trời ơi cái gì mà 8 triệu mấy triệu gì em? Ê có tính lộn không dạ bà? Có đâu lộn đúng mà hai chị? Trời đất ơi. 8.433.000 đúng mà. Cái gì mà 8.433 cái gì mà giữ dầm vậy? Ê ăn nãy giờ có nhiêu đây? 8.4. Em đọc giùm chị cái gì vậy? Cái gì? Đây nè. Bà này nó nghe nè, đừng có thấy hai chị quê mùa mà chặt chém nha. Ừ. Ai nó chặt chém hai chị đây nè. Để cho em. Cái tiền mà về dẫn hai chị đi là 300.000 là em dẫn đi đó. À đúng rồi đúng là rồi. 300.000. Đúng rồi. Cái tiền nãy giờ mình coi cái bé là múa hát cao bản á. Ủa là 1 triệu. Cái gì? Chị đâu có kêu đâu. Ừ. Đâu có coi múa hát gì đâu trời. Đâu có kêu cái dịch vụ đó đâu em. Đâu có cần. Không, cái đó là hai chị không cần thôi. Hai chị cũng coi quá trời, chị cười quá trời mà giờ hai chị không. Trời ơi, thì mà tưởng tại mấy bé nó cười đi nghe. Cười thì mình cũng cười lại thôi, cái chị có biết đâu. Không, bé nó buộc vô được tính tiền chị nha. Là 1 triệu 3. Rồi tiền nước của hai chị là 3 ly là 60.000. Rồi cái tiền này gì đấy? Cái tiền mà lẩu tiền công nữa, tiền công của em là 2.3. Gì tiền công gì nữa? 2.3 tiền công dẫn đi nhá. Ủa là sao? Tiền công đâu được 300.000 mà tập 300.000 thôi. Cái tiền dẫn ba chị 300.000 dẫn hai chị đi á là cái tiền đó là dẫn đi thôi, là 300.000 thôi, cũng tiền mà công của em đi với hai chị nguyên ngày á là 2.3. Ủa đúng rồi, tiền hoa hồng 2.3. Trời trời. Để sao tiền hoa hồng ăn hoa hồng 2.3 không có trời. Em ơi, cái gì vậy? Đúng rồi. Em lấy tiền nào thôi chứ em không có gì chặt chém ai đâu. Nè còn mấy công tiền còn lại đây là tiền ăn của chị nha. Trời đất ơi. Là 8.433.000. Thánh thần thiên đồng. Em có ăn gian làm dối gì bao giờ đâu. Dạ bây giờ là cái gì mà giữ túi gì 500.000 nữa vậy? Ờ đúng rồi, quên cái tiền giữ đồ của hai chị là 500.000 mới nãy em xách ly xách hộp của chị á. Ủa ai mượn? Chị đâu có mượn đâu. Cái đó em dặn mà. Không, cái đó là nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ em đi chung hai chị, em tắt em hai chị chứ. Mà tự nhiên cái đâu có em cũng tích tiền vô là sao? Đâu có đâu, nhiệm vụ này đây. Cái tiền đó là hàng em cầm đồ cho hai chị chứ ai cầm đồ. Tôi nói bà rồi, ăn cơm hộp là được rồi, đem theo. Thôi vô nhà hàng, thợ sử diện, vô quận giường 8 triệu mấy tiền đâu cả. Ai biết đâu, ai biết tiền tí. Bảo tự tôi nhẹ. Cái giá tiền đây là niêm yết nhà hàng là đem ra sẵn giá niêm yết. Rồi cái gì mà tờ lại gì vậy? À cái phí VAT chị với phí bảo hiểm nha. Cái gì bảo hiểm nó ra nữa? Cái gì mà ăn quá đêm mà cứ bảo hiểm là sao? Bảo gì? Không có tiền bảo hiểm đi chơi nãy giờ đó chị. Được, có cần bảo hiểm trời. Đúng chi đi chơi có cần bảo hiểm với chị lắm. Mình hai người đang bơi chứ chừng có hai đi chìm mà sao? Có to, không cần thương đụng qua cái đó mọi người mới chơi. Trời ơi, thành VAT mà tới 30% lận. Ừ. Ờ, tôi cũng tay cũng 10% hay 30%. Ăn cái đầu cái cổ ăn thua. Cái gì nói gì là chị nói gì cái khác là chị nói em á là lương lẹo gian dối chị. Cái gì nữa? Cái gì? Cái này mà em gian dối là cái phí là có sẵn hết trơn rồi, ví dụ em đi da trắng đúng không? Là rất là sai gian dối, còn 8.433.000. Đó có lẽ ra có gian dối gì đâu. Ừ, nghĩ sao hoa hồng ăn 2.3, ăn trên đầu người ta 2.3, hoa hồng 2.3 vậy. Cũng 3 không nữa, người ta nói đi ăn thì ăn cơm. Em có biết đâu chị đâu, đi du lịch. Chứ em có biết bà chị đến sao cho em. Hai chị đến làm ăn chơi cho đã vậy, hai chị muốn cái tiền hả gì? Hả? Hay ăn mặt với em hả? Thôi, một lần này lỗi một lần thì thôi nha. Chứ bây giờ tôi không biết sao lần thứ hai luôn mà về tiền đâu cả đó. Nè mệt quá là lo tính đi không có tiền. Thiệt 8 triệu mấy làm sao mà đủ đâu. Tiền đâu mà đủ. Được coi coi. Ủa cái gì mà VAT 30%. Giữ đi. Thôi chị đâu ra vừa không giữ vàng cho nên mà cháy cái tiền đâu cả. Ai biết dành thiện hay dành giả thì không đưa vàng em giữ. Trời bây giờ chứ em đi cầm. Cắt đi, cắt đi, cứ ngắt à. Cái này ai là không có biết cái số lượng vàng hay bao nhiêu tiền sao biết em từ không? Chạy bây giờ em đưa cho nhau mà cho tính vàng đi rồi. Bây giờ tính gì nè cháu loạn nè. Lục cái bóp ấy coi còn nhiêu được kìa. Mà sao còn có 2 triệu mấy trong trọng đó. Có 1 triệu mấy à, nãy bo cho mấy anh kia nữa rồi. Tình sao mà biết mà chặt chém cỡ này vậy? Ai đâu chặt, chị em là làm ăn là cũng uy tín lắm, là làm không bao giờ chặt chém ai đâu. Tính quy hơn gì lần này. Còn nhiêu đó hết cho nó đi. Còn tài khoản thì bà nội ơi. Không có, bà có tiền trong tài khoản mà vậy tôi về tôi đưa lại bà, tôi đưa phải đưa lại bà. Thôi bà nội ơi, tiền trong tài khoản người ta để dành trị bệnh này kia này nọ các kiểu đỡ nằm xuống mà bật bắt bây giờ bắt gió rồi sao? Bây giờ vậy đi, tôi về tôi đưa bà lại bà bệnh ngang không thì bà bệnh nhanh quá vậy. Ờ là trời biết gì là không có đi đâu. Đi du lịch người ta 8 triệu mấy vậy, 8 triệu mấy gì đâu coi. Giờ 8.433.000. 433 rồi mới 433.000 giùm coi đi. Ờ cái số được tôi ngứa mắt qua 8. Bây giờ tính 8 triệu đi mà phan đi nha.
cái gì triệu tư vậy? Cái lẩu chị. Tháng năm đi đụng mấy cái lẩu triệu tư. Cái lẩu mang hết nửa cái rồi mình. Ừ, cái lẩu này lẩu dê đó chị, dê núi dê gừng đàng hoàng đó chị. Lẩu dê núi dê gừng 1.400.000, tôi nói bà rồi, thấy chưa? Bà nói rồi nè. Em sao lấy cái tài khoản nha chị diễn nha. Tôi nói bà rồi. Thì đi du lịch tới người ta vô chỗ quầy bán vé, người ta vô người ta mua. Mấy cái này là mấy đứa lừa đảo lừa gạt không phải chứ có bao giờ mà nấy rồi. Chị đó bà cũng vậy, bà ham rẻ đó, bà ham rẻ đi vô, rẻ mấy chục ngàn vô. Tắt cái máy có gì đây? Nó nghe nè, cái này là quán khuyến mãi gì vậy? Cái miệng. Trời, tráng miệng đi rồi cái cây xanh. Trời ơi, trời thôi, thôi giờ mơ chuối coi lại bà luôn. Mơ tráng miệng đi. Ờ, quá dạy ảnh mấy, quá dạy ảnh mấy ơ đồ. Chị dành đi, chuyển khoản cho nó đi rồi chị về bà ơi, mệt quá, tôi đây ngồi cũng chết à. Nghe thấy là bản này chị. Đợi em gái đi. Đợi xíu đi. Tạm tình chứ.